Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Gấu Miền Tây của mình. Bữa nay mình chia sẻ với các bạn cách pha bột làm bánh chuối chiên nó giòn xốp, để 5-6 tiếng mà bánh nó cũng vẫn giòn xốp rất là ngon. Cách này làm như thế nào thì mời các bạn cùng làm với mình nhé. Ở đây mình có nửa ký gạo bột lọc, nhưng mà mình làm chỉ có 400g thôi nha các bạn, và 100g bột nếp. Cái này là cơm nguội mình để qua một đêm nha, 200g á các bạn, mình để qua một đêm cho nó đừng có thiêu quá nha. Và một tí màu là màu gạch tôm, là nếu mà các bạn không có màu gạch tôm thì các bạn bỏ nghệ hay là bỏ nước màu cũng vẫn được nha, tùy theo ý thích ha. Rồi cái này là 100g đường, mình một trái chanh mình nặn vô bột, mình chiên lên cho nó giòn rất là ngon á các bạn. Rồi bây giờ mình lấy cơm nguội nè, mình đi xay trước nha. Mình xay, mình đổ vô 500ml nước nha, mình xay ha. Mình đổ nước nhiều vô, mình xay cho nó dễ nha các bạn. Chuối này là chuối chín dừa nha, đừng có mùi quá mà cũng đừng có mà chín ấy quá ha. Chưa chín mùi quá thì mình chiên bánh nó bị chát á các bạn, còn chín mùi quá thì mình chiên nó hay bị bể á. Cái này cũng vừa chín tới à. Này mình bỏ vô tủ lạnh hổng gài nè. Rồi bây giờ mình đi xay cơm nguội trước đi, rồi mình mới nhồi bột sau nha. Cơm nguội mình cũng đã xay rồi nè các bạn. Mình đổ vô đây 500ml nước nha, mình xay nè cho nó nhuyễn nè. Bây giờ mình gây lại ha, mình gây lại cho nó nhuyễn, thiệt nhuyễn luôn nha các bạn. Gây lại cho nó sạch, nó còn lợn cợn thì mình bỏ. Chiên bánh chuối chiên mà bằng bột mà pha sẵn này nè, bằng bột mà bột gạo chợ nè, mình phải mà có cơm nguội á các bạn, mình làm bánh nó mới ngon ha. Thường như hồi xưa thì mình làm bánh thì mình xay bằng bột, bằng gạo á các bạn, mình xay tự xay. Còn cái này mình mua bột chợ, bột chợ mà mấy bạn mà pha chế không đúng cách là mình chiên á, lúc chiên thì nó giòn nhưng mà để nguội là nó mềm xèo, không có ngon đâu. Rồi bây giờ mình bỏ vô 100g đường luôn nè. Cái này bột nếp mình bỏ vô luôn. Mình bỏ vô 400g bột gạo nha. Rồi mình chừa lại 100g bột gạo này là 100g nè. Chừa lại ha. Rồi bây giờ mình nhồi ra cho bột nó nhuyễn ra ha. Nếu mà bột đặc á thì mình hãy đổ nước vô thêm ha. Còn như mà bột nó dừa thì mình không có đổ, cần đổ nước nữa nha. Bột nãy giờ mình nhồi rồi nè các bạn. Mình nhồi bột gì đây thôi nha. Cái phần bột bánh chuối chiên là mình làm cho nó sền sệt gì đây nè, chứ đừng có làm lỏng quá, mình chiên nó không có ngon nha các bạn nè. Ha, thấy cái dòng chảy nó chảy từ từ xuống này nha, sền sệt nè. Mình nhồi thêm 200ml nước nữa là mới đủ đó nha các bạn, là tổng cộng là 700ml nước nha. 500ml nước mình xay cơm nguội và thêm 200ml nước mình nhồi bột nữa là nó ra bột được như vậy nè, nó mịn gì đây nè, mới ngon nha các bạn, mình chiên bánh nó mới bóng mới đẹp nha. Rồi bây giờ mình bỏ màu vô ha, cái này là màu gạch tôm, và mình nặn vô đây trái chanh nha các bạn. Phần nước này là nước chanh nè, mình bỏ vô bột nó không có chua nha các bạn. Mình chiên mình bỏ chanh vô là nó giòn ngon lắm. Lấy hộp ra, nếu các bạn không có chanh á, thì các bạn làm tắt cũng vẫn được nha. Nếu bạn không có màu gạch tôm á, thì các bạn làm màu nghệ hay là nước màu cũng được ha. Mình có trộn cái này vô á, thì mình chiên bánh nó mới đẹp nha, nó mới vàng bánh nha, cái màu bánh nó mới đẹp. Mình quậy cho bột nó đều ra rồi mình đi đập chuối nha các bạn. Bột mình chọn gì đây là được rồi nè. Bây giờ mình lột chuối, mình đập chuối ra ha. Chuối ra mình mới mà chiên bánh nha các bạn. Chuối này nó hơi bự, mình xẻ ra làm hai đi. Đó, mình lật ngửa cái bề này lên. Mình úp xuống, đó mình úp xuống quần đó nè, vuốt cái chuối cho nó thẳng, chừa hai bên đây một tí ra, rồi bắt đầu mình ép ha.
ép đừng có mỏng quá nha các bạn, vì đây là dừa nè ha. Mỏng quá mình chiên nó, mình bỏ vô bột nó bị bể á. Bỏ đây. Tiếp tục mình làm trái nữa nè. Sẽ làm hai ra. Rồi bắt đầu mình ép cho hết nải chuối này rồi mình quay lại nha. Nãy giờ mình đập xong nãy chuối này nè các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo dầu lên mình đi chiên bánh nha. Chảo mình bắt xong rồi các bạn, bây giờ mình đổ dầu vô nha. Chiên bánh cứ chiên thì mình chiên cái dầu cho nó hơi nhiều một chút nha các bạn. Rồi bao nhiêu đây là được rồi đó. Cái này làm khoảng 1 lít dầu đó nha. Mình để cho nó dầu nó thật là nóng rồi mình mới chiên được nha các bạn. Mình chiên bánh chứ chiên thì mình chiên lửa trên trung bình ha. Mình chiên lửa mà vừa quá thì nó bị thấm dầu đó. Cái khuôn bánh chuối chiên mình bằng bằng cái tay chuối nè các bạn. Nếu mà các bạn không có tay chuối giống mình thì các bạn làm bằng cái chai mũ á, cái chai mà nước suối mình cắt ra mình làm cái khuôn mình chiên ha. Cái này là cái bẻ chuối vườn mình nhiều lắm, cắt vô mình làm cái khuôn chiên bánh chuối. Dầu nó đã nóng rồi nè các bạn, mình thật đũa nó lên tim gì đây là mình chiên bánh được rồi ha. Rồi bây giờ mình chiên bánh nha. Bỏ bột trong cái khuôn nè. Gấp chuối bỏ lên. Gửi lên thêm miếng bột nữa. Rồi gọn rồi mình bỏ vô nè. Tiếp tục mình chiên cái nha các bạn. Dưới bột lên dẹt hai bên đây nè, trên đây đừng có bột nhiều quá. Mình cà dưới này nè bỏ vô, mình chiên 4 cái là được rồi nha các bạn. Cái dạo này nó hơi dính nè. Mới chiên cái mẻ đầu nó làm như nó bị dính chảo. Trở bề lại. Bánh nãy giờ mình chiên nó hơi vàng này nè các bạn, nó hơi phồng phồng lên này nè ha. Rồi tiếp tục mình chiên thêm một quận, mình nhúng bột mình chiên thêm một quận nữa nha các bạn. Cái này là quận mới, cái quận đầu à. Mình bỏ vô đây. Cái này mình bỏ vô thau bột nè các bạn. Bỏ vô cái bột, thau bột cái mình nhúng. Nhúng là chiên quận 2 nè nha. Chiên bánh như kiểu này nó mới giòn nha các bạn. Tiếp tục nè. Bỏ vô đây. Cái này cũng dị. Cái quận 2 này mình chiên nó mới ngon á. Chiên mà có một quận 1 á, bột chợ mà mình làm một quận 1 là không có ngon đâu. À, cái này cũng dị nè. Vớt ra. Vớt qua mình lăn qua bột này cho nó dày á các bạn.
mình gấp lên cái khuôn như đây nè, dưới bột lên thêm. Bỏ vô. Cái chảo mình làm gì nó hơi dính nè. Giờ bắt đầu nó nổi, nó phì lên nè các bạn. Các bạn thấy nó phì không? Nó phồng lên. Nó phồng, nó căng lên. Các bạn thấy là cái bánh của mình chiên ha, nó phì rất là đẹp luôn nè các bạn, nó tròn luôn nè, cái nào cái nấy nó tròn do, nó phồng lên. Rồi giờ mình chảo bè nha các bạn, mình chảo qua trở lại, chảo qua trở lại chừng nào nó vàng mình mới vớt ra được nha, vì đây là mình vớt chưa được ha, cho nó vàng chút thì mình mới vớt được. Màu bánh rất đẹp ha, phồng lên nó búng mặt luôn. Bánh gì đây là được rồi nha. Bây giờ mình vớt ra ha các bạn. Các bạn thấy cái màu nó đẹp ha. Nó giòn rồi nè. Giờ mình vớt ra cái vỏ này nè. Rồi tiếp tục mình chiên nữa nha các bạn. Nè các bạn thấy mình mới bỏ vô, mới nhúng bột lần đầu mà bỏ vô nó phì đẹp lắm, đẹp ha. Bây giờ mình tiếp tục, vì đây là được rồi nè, mình nhúng bột thêm lần hai nữa nha. Mình làm cũng giống như hồi nãy vậy đó các bạn đó. Nhúng bột cho nó dày vậy đây nè. Rồi mình gấp, mình bỏ vô cái khuôn luôn, trong vô mình bỏ vô cái chảo luôn. Các bạn thấy không, nó nổi lên nè, nó phì nó nổi lên nè. Rồi này mình tiếp tục mình chiên cho hết cái thao bột này, rồi mình quay lại nha các bạn. Bánh chuối chiên nãy giờ mình chiên xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy cho một thao luôn nè. Cái màu thì nó rất là đẹp ha. Nó dậy, nó dung lên. Cái nào cái nấy nó phì nè các bạn. Nó phì, nó phồng tròn luôn, rất là ngon ha. Giờ mình bẻ ra cho mình bóp cho các bạn xem nè. Đó, nó giòn. Cái ghìa nó rất là giòn luôn. Cái này cũng như cái nấy luôn. Giờ mình bẻ ra cho các bạn coi ha. Cái bánh nó phồng, nó gỗng ruột luôn nè các bạn. Các bạn thấy nha, rất là ngon luôn nè. Đây mình bẻ cái khác. Đó, rất là ngon chưa. Bánh chuối chiên mình chia sẻ các bạn, mình làm nó hoàn thành rồi nè các bạn. Các bạn có xem video của mình thì nếu mà thấy thích món bánh chuối chiên của mình thì các bạn làm thử ha, theo công thức của mình cho gia đình mình ăn ha. Mình tin bạn, các bạn làm thành công đó. Lần đầu tiên mình cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình xin chào và hẹn các bạn vào video sau.